Xin chào tất cả các bác anh chị, những người đã yêu mến kênh Đinh Đoàn Official, những người đã đồng hành theo dõi những bài chia sẻ, những bài nói của Đinh Đoàn về cuộc sống, về tình yêu, về lứa tuổi già của chúng ta. Và hôm nay thì cũng nằm trong cái chuỗi chủ đề nói về người có tuổi, sống sao cho yên vui, cho hạnh phúc. Thì muốn chia sẻ một điều là năm cái tài sản mà những người lớn tuổi cố gắng giữ được thì rồi cuối đời mình sống sướng như tiên. Trước hết thì tôi vẫn có lẽ muốn tặng các bác bốn cái câu thơ mà tôi thấy rất là vô cùng tâm đắc, đặc biệt là từ cái lứa tuổi này trở lên rồi ạ. Vui cũng thế, buồn thì cũng thế, những cơn mơ sẽ nằm lại cuối trời, giàu cũng thế, nghèo rồi cũng thế, sau cuối cùng buông bỏ để rong chơi. Khá nhiều lần tôi nói với các bác anh chị chia sẻ rằng là chúng ta không nên ôm đồm, có tuổi rồi chúng ta nên buông bỏ, sống cuộc sống nhẹ nhàng, đừng có giữ khư khư hết những cái này cái khác. Cái điều đấy không sai. Tuy nhiên chúng ta già thì cũng chưa quá già, chẳng phải là ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời để mà hôm nay chúng ta vét sạch đồng cuối cùng để chi tiêu, đúng không ạ? Chúng ta cũng vẫn còn, trước khi chúng ta ra đi, chúng ta cũng còn phải sống 2, 3, 40 năm nữa. Và để 2, 3, 40 năm nữa được bình an, hạnh phúc thì chúng ta phải cố giữ được 5 thứ. Và 5 thứ như sau. Việc đầu tiên, đừng quên sức khỏe là hàng đầu. Cái này có lẽ tôi cũng chỉ nhắc lại thôi, chứ khá nhiều lần tôi nói rồi. Và tất nhiên các bác, các anh chị, những người có tuổi một chút rồi mới nhận ra rằng khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có nhiều cái mơ ước lắm. Ước giờ giờ có thêm tiền, mua được cái nhà, mua được cái xe, có được một mảnh đất, được đi du lịch đây đó, rồi hỗ trợ con cháu. Nhưng khi chúng ta không có sức khỏe, mọi mơ ước chỉ dồn vào duy nhất là ước gì có sức khỏe. Vì vậy thì có sức khỏe là có rất nhiều thứ, dù mình không làm gì được nữa nhưng mà ông bà bố mẹ mà khỏe, con cháu nó cũng có điều kiện, nó tập trung và nó lo, nó làm, nó ăn kinh tế, nó lo cho vợ, cho chồng, cho con cái nó đỡ bận tâm đến mình. Thế thì đấy là một cái điều hạnh phúc lớn nhất. Đừng quên sức khỏe của mình, có cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, giữ cho đầu óc được minh mẫn, được sáng sủa, tránh cứ tăm tối u tù, tránh những suy nghĩ tiêu cực, tránh những trách móc giận hờn, làm sao cho thanh thản nhẹ nhàng. Và để có sức khỏe thì đừng quên dinh dưỡng và luyện tập. Ăn uống khá quan trọng, không phải ăn tham ăn uống nhiều mới là quan trọng, mà gì ạ, ăn điều độ, đủ liều lượng, làm sao cho nó có khoa học, ăn ít thôi nhưng mà tinh. Thế rồi đặc biệt là mình kiểm tra xem sức khỏe của mình, nếu bác sĩ nói rằng mình đang có một số những cái bệnh nền như là tim mạch hay mỡ máu hay tiểu đường hay là cholesterol thì người ta sẽ tư vấn cho mình rằng ăn uống sao cho bữa ăn nó sạch và nó khỏe. Vậy thì việc đầu tiên cố gắng giữ gìn sức khỏe. Điều thứ hai không mới nhưng vẫn cứ nhắc lại, một thứ tài sản không thể nào bỏ qua được đứng đằng sau sức khỏe đó là tiền. Tiền bạc là vô cùng quan trọng. Nói vui rất nhiều lần rồi, tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi thơ, là giấc mơ của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Đừng tin ai nói rằng tiền chẳng là cái gì. Không có tiền mà xem, có tiền thì mua tiên cũng được, không có tiền thì mua lược cũng không. Chúng ta đúng là tiền thì không mua được sức khỏe, nhưng mà tiền thì cũng cho chúng ta được vào những bệnh viện tốt nhất, được chăm sóc dịch vụ y tế tốt nhất, cũng được chữa bệnh tốt nhất, đúng không ạ? Vì vậy thì đừng chủ quan, hãy cố gắng giữ lấy có tiền. Tất nhiên để mà có tiền ở lúc cuối đời thì nó là cả một hành trình tích góp từ lâu. Với những người mà đùng một cái đã giàu sẵn rồi thì tôi không nói. Còn hầu hết chúng ta là những người lao động cũng phải gì ạ? Dành dụng tích góp từ những thời còn đang trẻ, thậm chí đang trung niên. Mình đã có ý thức tiết kiệm rồi. Thì rồi đến sau này mình mới có một khoản, một món. Với khá nhiều bác hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, cả một đời mình vất vả để nuôi con, làm gì có dư mà tiết kiệm, làm gì có cái gì mà bảo để vốn liếng riêng. Bây giờ quay đi quật lại, chăm sự nhờ con. Bác nào mà may mắn mà có những đứa con hiếu thảo, nó hỗ trợ, nó đỡ đần cho thì đỡ. Chứ nếu tuổi này rồi, con cái nó cũng khó khăn, hoặc là nó không khó khăn nhưng mà nó không quan tâm, thì mình cực kỳ là vất vả. Vì vậy thì cho đến lúc này mới ngẫm ra rằng là tiền rất là quan trọng. Và những anh, những chị nào chưa già, chưa có tuổi mà nghe được cái chia sẻ này thì cũng giật mình mà nhớ rằng ôi có lẽ đến lúc mình phải gì ạ? Tích góp, mình phải gom góp, mình phải giữ lấy tiền để như bác Đoàn nói rằng cuối đời mình phải có tiền. Trên cái thứ hai xin đừng quên đó là có tiền. Có một thứ nữa, một thứ tài sản mà tôi nghĩ rằng là cho đến tuổi của chúng ta mọi người cũng đều thấm thía cả rồi. Đó là có một gia đình êm ấm.
đến tuổi chúng ta thường thường cũng đã kết hôn với nhau, vợ chồng ăn ở với nhau 30 năm, 40 năm, con cái cũng trưởng thành rồi. Đôi khi chúng ta đã lên ông, lên bà cả rồi. Chúng ta mới ngẫm lại rằng là chúng ta có muôn nơi để đi, chỉ có một nơi là về để gia đình. Chúng ta lúc khỏe, chúng ta có thể ới ở chỗ này, có bạn rủ đi nhậu, người kia có thể ngồi đánh cờ, đánh bạc với nhau thức thâu đêm. Rồi chúng ta cũng nhiều hội, nhiều hè, nhiều bạn, nhiều bè lắm. Nhiều người nghĩ là chẳng cần ai, có thể đi rong chơi vài ngày cũng chưa hết số các bạn. Nhưng rồi cứ thử mà xem, đến lúc mình già, mình ốm, mình yếu, xung quanh mình là những ai? Có vài người thân thôi đấy. Ông thì có bà, may mắn là có bà, rồi có các con, rồi có anh em ruột thịt vào thăm thôi. Cho nên đừng quên duy trì, bồi đắp, gìn giữ cái mối quan hệ thân thiết ở trong gia đình. Trong gia đình thì thật ra không phải lúc nào cũng vui vẻ được đâu. Cũng đôi khi cũng phải biết gì ạ, biết nhường nhịn nhau, cũng phải biết gì nhẫn nhịn nhau, nó mới mới yên vui được. Vì vậy nhưng mà dù sao chăng nữa thì gia đình nó cũng là một thứ tài sản vô cùng là quý giá. Tuổi này rồi mà cô quạnh ở một mình khổ lắm. Nó không chỉ khổ về cái chuyện là mình không có tiền hay là ốm không có người chăm sóc đâu, mình có đang khỏe chăng nữa thì nó cũng rất là cô đơn quạnh quẽ, chẳng có ai ca ngợi cái sự cô đơn cả. Chúng ta cũng mong ước một đời có gì ạ, một mái ấm gia đình, có một cái tổ ấm gia đình. Cho nên điều thứ ba đứng sau sức khỏe tiền bạc là gia đình, chúng ta hãy gắng giữ lấy. Cái tài sản thứ tư mà tôi nghĩ rằng là tuy nó không quá quan trọng như ba cái tài sản ở trên nhưng lại cực kỳ thiết thực, đó là giữ lấy mái nhà đang ở. Nếu như gia đình nó là gì ạ? Nó là các mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái, cháu chắt với nhau. Thì mái nhà ở đây đúng nó là một mái nhà, nó cụ thể, nó là một cái gian nhà cấp 4 hay nó là một ngôi nhà ngói ba gian, hay nó là một cung điện nguy nga, hay nó là một biệt phủ, thì cũng gọi chung là một mái nhà, là nơi mà mình đi rồi sẽ về, là nơi mà mình sau những cái sự mệt mỏi ở ngoài xã hội, mình trở về nhà, mình khép cánh cổng lại, mình được sống với chính cái bản thân mình. Sợ nhất là người tứ cố vô thân, là người không nhà, không nơi nương tựa. Trừ những bậc tu hành, người ta lấy đất làm giường mà lấy trời làm màn, làm mùng thì không nói làm gì. Còn chúng ta là những người bình thường, cần lắm một mái nhà. Đừng chơi lô đề cờ bạc để rồi mà phải cắm sổ đỏ hay mất cả nhà rồi cuối cùng lô đề ra đê mà ở. Cũng đừng dại dột là nghe con cháu nó bảo là bố cầm sổ đỏ để cho con vay ngân hàng lấy một vài tỷ để con mở công ty. Con thì nó còn non nớt lắm, chưa có làm ăn cái gì cả, chưa thấy vất vả đâu, giờ chỉ muốn làm ông chủ, chỉ muốn làm mở công ty tự mình làm giám đốc, rồi mình cứ nghĩ rằng là tất cả chả vì con thì còn vì ai. Đặt sổ đỏ rồi con lấy tiền, con mua xe, con đi, con mở công ty, con làm giám đốc được 3, 7, 21 ngày thì công ty thì tan, nhà thì bị tịch thu mất. Xong rồi lúc ấy mới cảm nhận thấy cái sự khổ sở của không nhà như thế nào. Vì vậy đừng quên giữ lấy ngôi nhà để mà ở. Và cuối cùng một thứ tài sản, tuy nếu có không có nó thì nó cũng không chết người, nhưng cuộc sống như thế buồn chán và khổ lắm, đó là cố gắng duy trì lấy một vài người bạn thân. Chúng ta càng lớn lên chúng ta càng khắt khe hơn trong việc đánh giá các mối quan hệ. Khi chúng ta thanh niên chúng ta có thể liệt kê chúng ta có hàng trăm người bạn. Đến lúc chúng ta trung niên, chúng ta ngẫm ra xung quanh chúng ta có tới còn có 10 người bạn. Và đến cái tuổi già rồi, có lẽ có được một hai người bạn thân, được gọi là bạn chí cốt, được gọi là bạn nối khố, bạn mà con trấy cắn đôi, hạt cơm sẻ nửa thì đã là quý giá lắm. Không phải là có bạn để mà rồi mình có khó khăn mình nhờ người ta đâu ạ. Là để tâm sự, để chia sẻ, lâu lâu ngồi với nhau nhắc nhở những kỷ niệm ngày xưa để cuộc sống của chúng ta nó lên hương lên hoa. Tuổi 70 rồi, ngồi đấy mà gặp ông bạn ngày xưa nhắc là hồi đi học cấp 3 nó thế này, trường huyện nó thế kia, xa nhà khó khăn như thế nào, buổi sáng không có tiền ăn sáng thì ăn củ khoai ra sao. Những điều đó chúng ta không thể nói được với con, với cháu. Bởi vì nó khác thế hệ rồi, các con nó không hình dung là sao lại có một thời mà lại nhịn đói đi bộ hàng chục cây số từ ở nhà lên trường cấp 3 ở huyện học, làm sao cái xe đạp điện đâu, xe máy đâu mà không đi, đúng không? Các con nó không hiểu, nhưng mà ta nói được với những người bạn cùng trang lứa, những người bạn thật sự thấu hiểu chúng ta mà đã có những cái thử thách hàng 40, 50 năm nay rồi, thì đấy thật sự là những người bạn chân quý. Vậy năm tài sản người lớn tuổi hay còn gọi là người già như tôi trở lên cố gắng giữ lấy: thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tiền bạc, thứ ba là một gia đình êm ấm, thứ tư là một mái nhà để đi về, và thứ năm là một vài người bạn.
Chi Cốt. Tôi đã rất là nhiều lần chia sẻ những cái bài học dành cho những người có tuổi, những người mà tuổi tôi trở lên, những người sắp đến tuổi tôi. Bởi vì thật ra khi chia sẻ với mọi người chính là tôi đang nói với chính mình, vì tôi cũng là một trong những người có tuổi, bây giờ trong hội người cao tuổi rồi ạ. Từ bé đến giờ chúng ta hay được dạy là phải sống vì người khác, không được ích kỷ. Nếu ai ích kỷ thì là xấu xa, là tệ bạc. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng ích kỷ cũng có những cái mặt tích cực của nó. Ở trên đời không có gì là cái hoàn toàn xấu, không có gì là hoàn toàn tốt. Ích kỷ là gì ạ? Lấy cái vị trí của mình đặt lên hàng đầu. Mình cố gắng làm sao để vì bản thân mình nhiều hơn. Mình đặt cái lợi ích của mình lên trên nhiều hơn. Bớt sống vì người khác đi, sống vì mình. Hôm nay tôi chia sẻ với các bác, anh ấy, chị, những người lớn tuổi ấy, bốn cái điều mà về già rồi càng ích kỷ càng tốt. Nghe thì nó hơi lạ tai nhưng mà chắc chắn các bác sẽ nhận, phải công nhận với tôi là điều đấy không có sai đâu ạ. Điều thứ nhất, về già rồi chúng ta phải tập ích kỷ đối với những người là chuyên gia vay tiền mà không trả. Ở đời có những người buồn cười lắm cơ. Đáng lẽ phải trân trọng, phải biết ơn những người đã cứu mang mình, đã cho mình vay tiền trong lúc khó khăn. Nhưng cũng có những người lợi dụng các mối quan hệ. Thôi thì ông ấy là ông chú, ông ấy là ông bác, ông ấy là ông cậu, vay của ông có vài chục triệu, thôi thì cứ giả vờ quên đi. Mà mình có nhắc thì nó bảo ôi cháu chưa có, xin lỗi để thư thư mấy bữa nữa. Lúc nào cháu bán con gà con lợn, cháu lúc nào cháu có lĩnh lương, khi nào cháu rút tiết kiệm để cháu trả. Thế xong rồi cứ nay bảo mai bảo ngày kia, đôi khi có chục triệu bạc, vài chục triệu bạc. Mà rồi với mình thì là to, đôi khi lương hưu có mấy triệu bạc, nhưng mà có vài chục triệu cũng là một khoản. Thế mà rồi các con các cháu hay là những người thân người quen thì vay xong không trả. Chúng ta phải biết rút kinh nghiệm. Tuổi này rồi không còn chiều lòng hết mọi người rồi, gọi là để cho nó giả vờ là mình tốt bụng được nữa. Ôi bác già rồi tiền đâu mà cho chúng mày vay. Thôi chả có đâu, đợt vừa rồi ốm liếng xiểng có được vài chục triệu tiết kiệm cũng lôi ra tiêu hết cả rồi. Thế rồi là tới đây lại đang có việc nọ việc kia cho nên không có để cho vay. Cho nên là với những cái chuyên gia mà người ta đã vay mình nhiều lần, hay là mình thấy rằng vay người khác nhiều lần mà không trả, chúng ta cứ ích kỷ đây. Mình không được gì phải nghĩ cho người ta, hãy nghĩ cho mình ấy. Từ chối thẳng thừng, mất lòng trước hơn là được lòng sau nhá. Việc thứ hai là chúng ta sống với cái người mà tiêu cực ấy, hay là chúng tôi hay gọi là người độc hại ấy, thì cũng hãy dám từ bỏ, hãy sống cho mình, hãy ích kỷ với người này đi. Không có nể nang làm gì. Trên đời nó có đa dạng loại người lắm. Có những người mà ngồi đâu cũng ca cẩm, cũng nói xấu người nọ, cũng nói xấu người kia, bày trò nọ, đặt những cái kia, đặt điều. Không phải là cứ tất cả những người lớn tuổi đều là sống mực thước rồi, mẫu mực rồi, gương mẫu với con có cháu đâu ạ. Nhiều người đến cái tuổi già già rồi không phải lẩm cẩm đâu, nhưng cái tính nó cứ ngang ngang gàn gàn. Ở bên người ta làm cho mình cứ bực mình, làm cho mình nó mất luôn cả cái giá trị đi. Thì thôi, hãy cắt, cắt luôn và ngay. Để gì ạ? Mình đến cái tuổi này rồi không cần quá nhiều người. Quan trọng gì mình có 50 người bạn, hay là có mấy chục đứa cháu, hay là 70 anh em, hay là có một hội vài ba chục người. Tuổi này cần quan trọng nhất đó là những người thân ở trong gia đình. Một vài người họ hàng, vài người bạn nối khố. Bạn nối khố là cùng với chúng ta từ thời thơ bé, vượt qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời mà cho đến lúc này vẫn còn yêu nhau, vẫn còn quý nhau, gọi là bạn nối khố. Thế thôi, cần gì nhiều để mà cứ phải ngồi mà lắng mà nghe mà với những người mà độc hại, với lại lúc nào cũng ca cẩm làm cho mình bực cả mình. Sống cuối đời cần những giây phút thanh thản. Người ta bảo rằng là đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Ở cạnh những người tích cực, người ta nhìn đời nó tươi sáng, nó năng động, thì mình nó cũng được lan tỏa những cái tinh thần tích cực ấy. Chứ cứ ở cạnh những người độc hại rồi mình cũng bị ô nhiễm mất thôi. Cho nên là với những người ô nhiễm, xin mời các bác cứ ích kỷ. Điều thứ ba là chúng ta hãy cố gắng ích kỷ trong trường hợp là cân nhắc giữa việc sống cho mình hay sống cho người khác. Trong cuộc sống của chúng ta, từ bé giờ chúng ta được dạy nhiều thứ lắm cơ. Nào là sống thì phải cân trước nhìn sau, nhìn trước nhìn sau, rồi để cho hàng xóm láng giềng, cho thiên hạ người ta nhìn vào, để con cháu người ta nhìn vào, để cho người này vui lòng. Còn bé thì cố gắng đi học để bố mẹ vui lòng. Lớn lên một chút thì đau khổ cũng không dám chia sẻ, không dám thổ lộ gì với ai, sợ rằng là đến tai bố mẹ thì bố mẹ đau lòng. Anh em thì coi thường, rồi hàng xóm người ta cười, thiên hạ ta cười. Chúng ta cứ phải gồng mình sống vì người khác quá nhiều.
Hãy nhớ đến tuổi này rồi, quỹ thời gian của chúng ta không còn được bao nhiêu. Cái người mà chúng ta cần ưu tiên nhất chính là chúng ta. Muốn gì thì cứ làm, muốn ăn gì thì cứ ăn. Không sợ rằng ôi, ví dụ như tuổi tôi, bây giờ mà tôi rất là thích mặc quần short ngắn, rồi là mặc áo ba lỗ, đi bộ loang quang lung tung cho nó khỏe người. Thế nếu mà lại cứ nghĩ rằng mình già rồi, bây giờ lại còn đi thể dục, mà có ra thì mặc cái bộ đồ pyjama vào trông cho nó ra cái dáng người có tuổi chứ, lại còn nhố nhăng bắt chiếc cái đám thanh niên, lại còn mặc quần short với quần bò. Tôi thích thế, tôi thấy thế là thoải mái, thì tôi làm. Việc gì mà cứ phải sợ người này, sợ người khác. Trừ đừng làm những điều vi phạm pháp luật, và đừng làm những điều mà nó gọi là vi phạm cái thuần phong mỹ tục thôi. Còn lại thì cân nhắc giữa sống cho mình và sống cho thiên hạ. Hãy sống cho mình, ích kỷ với bản thân càng tốt nhé. Và điều thứ tư, chúng ta hãy biết ích kỷ khi mà có những người khác nhờ chúng ta những cái việc mà chúng ta biết chắc là chúng ta không làm được, hoặc là có làm được thì cũng rất là khó khăn. Hãy từ chối ngay từ ban đầu đi. Sức người có hạn, mình không còn là thanh niên hay là còn trẻ trung gì nữa để mà có thể gồng mình lên rồi cố gắng gì đấy để mà giúp đỡ người ta. Bây giờ mình chẳng hạn như mình già rồi, mình về hưu rồi, tiền bạc thì cũng không có, các mối quan hệ thì nó cũng ít dần đi, thủ trưởng cũ thì người ta cũng chẳng nể nang gì mình nữa đâu. Mấy anh em ngày xưa chén chú chén anh thì nay có khi người ta cũng có cái việc của người ta nữa. Đừng nhận với lại thằng cháu, đừng nhận với lại cái ông hàng xóm nào đó là để yên rồi tôi đến rồi tôi xin việc cho cháu, rồi dắt con người ta đến gặp lại cái cậu mà ngày xưa là nhân viên của mình ấy, nay cậu làm sếp rồi nhờ rằng là xin việc, bố trí việc cho cái thằng cháu này. Hãy nhớ nó khác lắm rồi đấy. Ngày xưa mình là sếp, cậu ấy là nhân viên, cái gì mình làm cũng được cậu ấy khen, kính trọng lắm. Bây giờ nó đổi vai rồi mà, mình già về hưu rồi, đến nhờ vả cũng mệt lắm đấy. Thế thì hãy biết cân nhắc sức mình, biết lượng sức mình, biết là mình ở đâu. Những việc mà mình không thể giúp được, hãy từ chối. Thôi, rất là cảm ơn vì đã tín nhiệm hay là đã kỳ vọng. Nhưng mà nói thật, tớ bây giờ cũng có tuổi rồi, cũng ít đi lại rồi, anh em bạn bè nó cũng thưa dần rồi, bây giờ gặp nhau cũng nhạt, năm mới gặp nhau một hai lần này trong gọi là câu lạc bộ người cao tuổi, hoặc là trở về đơn vị cũ thì để họp mặt tớ cũng không giúp được. Đấy thì mình cứ nói thẳng thế, còn hơn là để đấy ra nghiên cứu, để đấy tôi lo, xong rồi mình mất ăn mất ngủ, mình gọi điện chỗ nọ, mình nhờ vả người kia, cuối cùng nó không được kết quả thì mình lại âu sầu phiền não. Cho nên đứng trước những cái việc mà người ta nhờ vả mà mình biết là mình khó khăn không thể làm được thì hãy ích kỷ, hãy nghĩ đến cho mình. Ích kỷ rất đơn giản là nghĩ đến cho mình, thương bản thân mình và sống cho mình thôi ạ. Không ích kỷ không quá xấu đâu nhá. Chúng ta có tuổi rồi, cố gắng ích kỷ trong 4 trường hợp như tôi đã vừa chia sẻ ở trên. Tránh mình ôm đồm, mình gồng lên quá, thời gian không còn nhiều, sức lực thì cũng không còn bao nhiêu, chúng ta khổ ra. Cố gắng sống yên bình những năm tháng cuối cùng của cuộc đời để chúng ta luôn luôn gọi là có những nụ cười ở trên môi. Rất là nhiều người có một cái suy nghĩ rất là cũ kỹ rằng là đối với những người lớn tuổi thì chắc là họ chả cần cái gì đâu, chỉ cần là sống bình an rồi một ngày hai bữa cơm rồi một hai tờ báo để đọc rồi cho có cái đài radio gì đấy để nghe thời sự, còn lại thì ngồi chơi, ngồi nghỉ, ngồi bình an. Là con người mà dù có tuổi rồi đi chăng nữa thì chúng ta cũng có những cái khát khao, cũng có những cái ham muốn, cũng có những cái mong mỏi. Và sau đây là 5 điều mà những người càng già thì lại càng ham muốn có. Điều đầu tiên ạ, vẫn mong muốn có đôi có lứa đấy ạ. Đừng bác nào nghĩ rằng là ôi lấy nhau giờ tuổi này rồi, ông đi đàn ông, bà đi đàn bà chẳng cần gì có nhau. Đặc biệt là đàn ông ấy không thể xa người bạn đời của mình được đâu. Cho nên là nhiều bác bảo là suốt cả cuộc đời đi làm, đi chinh chiến vất vả rồi, mong muốn những năm tháng cuối đời là vợ chồng ríu rít bên nhau, có trước có sau, người đi trước người đi sau, sáng dậy bà ấy nấu cho mình bát xôi, ốm đau có người mua cho viên thuốc. Rất là ước ao như thế ạ. Thế là tiếc rằng là rất nhiều bác gái thì suy nghĩ rất là đơn giản là ôi sao cần cái gì nữa, già rồi thì ông bà buông nhau ra. Cho nên các bác gái là hay bỏ đi bế con, bế cháu ở xa, hoặc thậm chí có bác ngoài 50 đã đi làm giúp việc ở các thành phố, để ở nhà ông chồng mỗi một mình, lọ mọ, một mình một nồi cơm, cắm một bữa ăn hai. Rồi từ cái chuyện đó nó nảy sinh rất là nhiều cái thứ khác. Đừng quên rằng càng về già, bạn bè ngày một ít đi, môi trường tiếp xúc ngày một hạn chế, đồng nghiệp cũng không còn được bao nhiêu, thì lúc đấy những người thân yêu nhất chính là
gia đình, vợ con cháu thì còn trẻ, nó đang có bận cái kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Vì vậy thì khát khao có người bạn đời ở bên cạnh mình ngày càng lớn. Con cái mình đã nuôi dưỡng trưởng thành rồi, các con có cái cuộc sống riêng của các con, buông ra để các con tự trưởng thành, tự lớn, trừ những trường hợp mà bất đắc dĩ lắm các con nó cực kỳ khó khăn, nó nhờ mình thì cũng chỉ nhờ trong một thời gian rất là ngắn. Bây giờ cô con gái hay cô con dâu bảo là sinh cháu rồi bà lên bà ở với cháu cho đến lúc cháu nó đủ 3 tuổi để nó đi nhà trẻ, trời ơi, thế là vứt ông ở nhà một mình ấy là không nên. Mẹ còn bố chứ, mẹ về mẹ chăm sóc ông, xem là hớp cháo, hớp nước, hớp cơm, hớp thuốc, chứ không một mình ông rồi lại lọ mọ thì vất vả. Thôi tao ra thôi, hộ 1 tháng, 2 tháng, vừa ra trông cháo đồng thời cũng hỗ trợ hướng dẫn rằng trẻ ốm thì thế này, rồi nấu cháo thì thế kia, gọi là thời gian đầu thôi. Còn sau hãy để cho các con nó tự lo, hãy quay trở lại chăm sóc bản thân mình và người bạn đời của mình nhé. Hãy nhớ, càng già càng cần có đôi có lứa. Điều thứ hai mà người già thích nhất là đông con nhiều cháu. Tôi nhớ rằng là ngày một trong những cái tạo nên cái gọi là hạnh phúc của người xưa ấy, gồm có 3 yếu tố à: phúc, lộc, thọ. Phúc là đông con nhiều cháu, lộc là lắm tiền nhiều của, thọ là sống lâu trăm tuổi. Người xưa quan niệm tất cả thứ nó cũng vô cùng là thành công thức luôn ạ. Đơn giản thôi ạ. Hạnh phúc không có dài dòng văn tự là khát vọng với gì cả. Hạnh phúc là gì ạ? Đông con nhiều cháu, lắm tiền nhiều của và sống lâu muôn tuổi. Hiện nay một số bác vẫn còn thờ cái bộ ông Tam Đa đấy ạ, là ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ ấy. Đấy là 3 yếu tố cấu thành nên hạnh phúc của một đời người. Thế đừng quên khi về già ấy mà, sung sướng nhất chính là nhìn các con, các cháu trưởng thành. Thứ bảy chủ nhật nó về nhà quấn quýt. Thôi ngày thường thì có thể là ở xa ở gần, đi làm thì không nói làm gì. Nhưng nếu được cái ngày nghỉ về chơi với ông bà, càng đông càng tốt. Vất vả ông bà lại càng sướng. Bà mà biết là hôm nay chúng nó về mà, dậy từ sớm nấu xôi, ra đồng thì cắt cái rau tươi, rồi ông thì nhốt con gà con điếc. Thật ra những thứ đó chúng nó đâu có thiếu gì, nhưng mà mấy người lớn tuổi chỉ mong là gì ạ? Chờ con chờ cháu về mới dám ăn. Có mấy quả cam hay có buồng chuối cũng có dám cắt đâu. Thôi đợi lúc nào chúng nó về đông đủ rồi cắt cho mỗi đứa một nải nó mang đi. Cái niềm vui, cái rạng rỡ nhất ấy, ở trong mắt của người già đó là đông con nhiều cháu ở bên quanh mình. Tất nhiên với cái cuộc sống hiện nay, mỗi gia đình có 1 đến 2 con, đặc biệt là các con các cháu mà vì lý do này lý do khác mà không ở gần bố mẹ, thì cũng đấy là thiệt thòi của những người lớn tuổi. Tuy nhiên những người mà đang sống ở gần bố mẹ thì cũng lưu tâm đến những cái khát khao này của các bậc sinh thành ra mình, để thay vì kéo cả nhà đi đây đi đó để phượt, làm food tour rồi ăn nọ ăn kia, thì hãy dành những cái thời gian đó để ở bên cạnh người thân yêu của mình, ở bên cạnh bố mẹ, vừa là cho tình cảm ông bà với các cháu nó cũng gần gũi, vừa là do những năm tháng cuối đời nó được thêm vui, bởi vì có đông con nhiều cháu cũng là một cái khát khao của họ. Điều thứ ba mà người lớn tuổi vẫn còn khát khao rồi, vẫn còn mong muốn, đó là rất cần những cái danh tiếng, những uy tín của những người xung quanh. Cho nên là đó là lý do vì sao mà những người lớn tuổi rồi lùi về bắt đầu ngồi làm trưởng tộc này, ngồi viết gia phả này, lục lọi suốt cả cuộc đời thì vất vả đi chinh chiến mà, đi kiếm ăn rồi nọ kia, bây giờ đến rảnh rỗi một chút bắt đầu nghĩ đến lập gia phả, rồi viết sách để răn dạy con cháu, rồi sướng lắm nếu mà được địa phương người ta mời vào ban mặt trận, rồi tham gia công tác tổ dân phố, úi dồi ôi là thích lắm, khổ đi họp đấy rồi được đông được vui, khoe là hôm nay đấy lại phải đi họp chi bộ người ta mời họp, rồi tới đây người ta lại muốn là mình tham gia vào gọi là hội cựu chiến binh hay bên mặt trận, rất vui, rất thích. Mà còn bởi vì sợ nhất ấy đó là khi mình già mà bị bỏ rơi, con cháu thì bảo giờ ông bà hết đát, xã hội thì coi giờ ông bà không cần gì nữa. Mà với cái độ tuổi hiện nay 60 tuổi hoặc là 58 tuổi là đã nghỉ hưu ấy, thì nhiều người còn trẻ lắm, tuổi thọ hiện nay của người cao tuổi là tới 90-100. Thế mà 55 hay 57 hay 60 đã nghỉ hưu ấy, đôi khi về mặt trí tuệ và kinh nghiệm cũng như sức khỏe là còn đang cống hiến được. Cho nên là các bác ấy vẫn rất là cần tiếng những cái uy tín, những cái sự mà đề cao của cộng đồng xã hội. Đừng ai nói một quay đi nói lại là thôi bố ơi bố già rồi bố nghỉ đi, hay là mẹ ơi mẹ già rồi mẹ ôm đồm làm gì. Con khỏe là còn tham gia công tác xã hội là bởi vì còn rất khát khao mình có giá trị, mình có danh tiếng.
chứ không muốn mình trở thành gánh nặng của xã hội hay của con cháu. Lưu tâm đến vấn đề này một chút khi chung sống với những người cao tuổi nhé. Điều tiếp theo, già rồi vẫn cần, mà tôi nghĩ rằng là chẳng phải lớn bé già trẻ đều cần, đó là tiền. Hãy lưu tâm rằng càng người già càng cần tiền. Có thể tiền ăn không bao nhiêu đâu. Bây giờ đến lớn tuổi rồi, mỗi bữa này miệng bát cơm với ít rau luộc với một hai miếng thịt, thậm chí có một quả trứng rán hai ông bà chia đôi cũng là xong bữa. Nhưng già rồi cũng nhiều việc phải chi tiêu lắm đấy. Một tháng, nhất là những tháng mà mùa cưới ấy, hai ông bà nhận được 6-7 cái thiếp đi mừng đám cưới, mừng nhà mới, rồi sang cát cho ông nọ, xây mồ mả cho người kia, đi tỷ thứ cần phải có tiền. Chưa kể rằng là mỗi lần đi viện ốm đau là cũng lại tiền. Cho nên là khổ nhất, vất vả nhất cho những bác, những anh chị nào mà cả cuộc đời đi làm vất vả, mình không có lương hưu, là cũng không có những cái khoản tiền mà gọi là tích cóp hay tiết kiệm được. Cho nên nếu mà chỉ trông cậy vào cái sự hỗ trợ của con của cháu thì cũng chật vật lắm. Thế thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không phải ai cũng có lương hưu, không phải ai cũng có một vài trăm triệu hay tiền tỷ để mà gửi tiền tiết kiệm. Cả cuộc đời bố mẹ vun vén cho ba đứa con, bốn đứa con bằng xào bằng gậy, bây giờ đều trưởng thành rồi. Chúng ta có trách nhiệm một chút với ông bà, bớt ăn bớt tiêu đi. Mỗi tháng mỗi con mà gửi biếu ông bà 2 triệu, 3 triệu đối với ông bà cũng là một món rồi. Nhà ba đứa con mà mỗi đứa cho 2 triệu là cũng được 6 triệu đấy. Rau dưa ở nhà nó sẵn có, vườn tược con gà, con cá, cá ri ao, gà trong chuồng. Thế rồi trồng cây rau để ông bà tự túc, gạo thì ở quê nó cũng rẻ. Thế cho nên là cho ông bà cảm giác là an toàn về mặt tiền bạc. Chứ nó thiếu thốn quá là cũng khổ lắm. Đi đâu nó cũng cứ phải cân, phải nhắc, phải so, phải xúi. Nhiều bác mà vì không có con cái, hoặc là con cái nó cũng không có để nó hỗ trợ. Và những mùa cưới là đôi lúc phải giả vờ ốm đấy ạ. Một số bác tôi mới hỏi thăm đâu, thế anh ốm à? Không, khổ quá. Từ hôm qua anh nhận được quá nhiều giấy mời. Thôi thì không đi được hết. Chọn những cái nơi mà gọi là thật thân thôi. Còn những chỗ mà không thân lắm tôi cứ phải giả vờ ốm đấy. Thôi chú đừng nói nha. Rồi thật sự là thấu hiểu cái khó khăn. Đúng là càng già càng cần có tiền. Và điều cuối cùng, tuy nó là nhạy cảm, nó không phải là tất cả, nhưng các cụ còn sức lực vẫn còn ham chuyện kia đấy ạ. Đừng ai nói là già rồi thì thôi nhá. Đặc biệt là các cụ ông 60, 65 là vẫn còn đi làm nghề tư vấn. Tôi được nghe các bác vẫn chia sẻ đấy. Tôi năm nay 65, về hưu gần 5 năm rồi. Nhưng mà anh ạ, chả hiểu làm sao trời cho tôi là vẫn còn khát khao lắm. Tuần cũng được 3 lần. Có điều rằng bà ấy thì cứ thế nọ, bà ấy cứ thế kia. Bà cứ né tránh, bà cứ bảo tôi ham hố. Thế rồi thậm chí là có bác gái cứ gọi điện hỏi là có cách nào, cái món ăn gì để cho ông xã nhà tôi ông ăn để ông giảm bớt cái món ấy đi. Khổ quá, đừng bắt người ta giảm, mà ra bảo mình ăn gì uống gì để mình khỏe lên bằng ông ấy. Chứ đừng có dại là kéo người khác tụt xuống, đúng không? Cũng giống như là ta đi chạy bộ ở trên đường ấy, đừng có tìm cách là ngáng chân người khác, người ta chạy nhanh hơn mình, mà mình gắng lên để mình không tụt hậu so với người ta. Thật ra nếu người có tuổi còn sức khỏe mà duy trì được cái quan hệ vợ chồng thì đấy cũng là một trong yếu tố củng cố sức khỏe. Nó vừa là minh chứng là còn khỏe, hai nó cũng là gì ạ, làm cho máu huyết lưu thông và tinh thần thì nó cũng sảng khoái. Nên là đừng có để bí bích, đừng vì những cái quan niệm rằng già rồi thì thôi, hay là vì những cái khó khăn này khó khăn khác mà chúng ta dừng chuyện ấy. Nếu trời còn cho thì hãy cứ hưởng, cứ làm, vì tình dục chính là một món quà mà Thượng Đế trao cho con người. Mong rằng là các bác luôn luôn có đông con nhiều cháu này, có sức khỏe này, có tiền bạc này, có được sự tin yêu, tín nhiệm của bà con trong họ cũng như là tổ dân phố, và cố gắng nhúc nhác vẫn còn yêu nhau được nhé. Trên 60 tuổi rồi, đừng nghĩ về vấn đề sau để cho lòng được thanh thản. 60 là một vòng quay của một trọn vẹn gọi là lục thập hoa giáp. Ví dụ như tôi sinh năm 62 là Nhâm Dần, sau 60 năm sau lại quay lại đúng chữ Nhâm và cũng đúng là cái Dần. Thì đấy, gọi là một vòng quay. Ngày xưa người ta đánh giá tuổi 60 rất là quan trọng, vì tuổi thọ ngày xưa cũng chỉ 70 mà. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, tức là người 70 là hiếm lắm. Vậy thì tuổi 60 ngày xưa đánh giá là cũng thuộc dạng già rồi đấy. 50 ở quê ngày xưa là đã vào hội phụ lão rồi, đã lên lão rồi, đã đóng quỹ để mà thỉnh thoảng liên hoan hội người cao tuổi. Thế trên 60 là tuổi già. Nhưng với cái sự phát triển của kinh tế xã hội hiện nay, chúng ta là những người 60 trên 60
chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, chúng ta ăn được, nói được, chúng ta vẫn còn đi làm việc được, chúng ta vẫn yêu được, chúng ta vẫn cống hiến được cho xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta không thể cưỡng lại được quy luật của muôn đời. Không ai trẻ mãi, không ai khỏe mãi. Cho nên cái gì nó cũng có thời điểm thôi. Và chúng ta nhắc với nhau rằng trên 60 rồi, chúng ta buông bỏ 5 điều sau nhá. Điều thứ nhất, chúng ta đừng có đặt nặng vấn đề tiền bạc nữa. Hãy nhớ tuổi này không phải tuổi để tham kiếm tiền. Tuổi trẻ chúng ta cố gắng xông pha đi để già đỡ gì, đỡ vất vả. Mà kể cả tuổi trẻ không xông pha thì đến tuổi này cũng chẳng ai làm giàu ở tuổi này cả. Trừ trường hợp bác nào mà tự nhiên có bố mẹ để lại cho một mảnh đất to đùng ấy. Thế xong rồi nó lại vào cái nơi mà người ta quy hoạch, người ta đền bù tiền bây giờ vài tỷ thì có thể có một món lớn ở cái tuổi lớn này. Chứ còn thì để mà làm ăn bình thường mà lúc này để mà ham hố mà có tiền thì khó lắm rồi nhé. Phần lớn những người đi làm cơ quan nhà nước thì tuổi này cũng là tuổi nghỉ hưu. Còn với những bác mà không đi làm cơ quan nhà nước thì tuổi này có còn đi xây cũng không ai đã nhận. Các bác trên 60 đi xây, ngộ nhỡ chẳng may lại vấp cái nọ ngã cái kia thì rồi ai người ta đền được. Ruộng đồng thì bây giờ nó cũng có ít thôi, nhì nhằng thì được ra nương ra rẫy để mà tự làm của nhà mình thì còn được. Và với những cái điều như thế thì thật ra không phải để kiếm tiền, để duy trì hoạt động, để cho người mình nó năng động hơn, nó khỏe khoắn hơn thôi. Chứ tuổi này có lao động thì cũng không phải vì kiếm tiền. Lưu tâm là mình đừng nặng nề về vấn đề tiền bạc nữa. Nếu có nặng thì nặng sớm đi, còn đến tuổi này thì không nhé. Điều thứ hai, để chúng ta sống thanh thản an vui thì chúng ta phải biết buông quá khứ. Đừng có nặng lòng với quá khứ, cứ ngồi đấy mà một là chúng ta trách móc quá khứ rằng là ngày xưa dại thế, biết thế cái lúc ấy đất nó còn rẻ, biết thế bán cái xe máy đi hay là thu gom vàng lại mua đấy một vài mảnh đất thì bây giờ đất nó lên toàn tỷ nọ tỷ kia thì mình giàu ú. Ai nói trước được điều gì? Có những chỗ ngày xưa đất là đất khỉ ho cò gáy, thậm chí là đất ruộng. Ai nghĩ rằng 10, 15, 20 năm sau nó lại trở thành khu đô thị để mà được đền bù mấy tỷ, đúng không? Thế cho nên là tiếc cũng chẳng làm gì, mỗi thời nó một khác. Thôi thì cứ cho rằng cái số nó không may. Thế hoặc là chúng ta cũng chẳng tiếc rằng giá hồi ấy thì đừng về hưu non, cứ ở lại cơ quan, có khi bây giờ lương lại khá. Mình biết thế nào được ấy. Nếu mà biết trước được tất cả mọi sự thì mình đã là thánh. Có những người cứ cố gắng rồi gần đến lúc nghỉ hưu thì xí nghiệp giải thể, nhà máy thì giải thể, sát nhập. Thành ra mình cũng hụt cũng hẫng những năm tháng cuối đời. Lúc ấy là mình vì lý do này lý do khác xin nghỉ hưu sớm để dành thời gian chăm sóc gia đình, con thì còn nhỏ lo lắng gia đình. Mình cũng định là mở một cái gọi là kinh doanh nhỏ nào đó để mình tự lập. Thôi cái quyết định cái lúc ấy là rất là tiến bộ. Thì bây giờ chuyện nó không được như ý muốn thì chúng ta cũng không nuối tiếc nữa. Cũng chẳng nuối tiếc là biết thế ngày xưa lấy cái cô ấy thì còn tốt hơn. Lâm giờ lấy mẹ nó, lấy bà ấy bây giờ ấy thì chả được cái gì hay ho thú vị. Nói làm gì? Dù không hay ho thú vị ở với nhau 40 năm rồi, bây giờ nói những lời cay đắng thế. Thay đổi thực trạng thì không thay đổi được. Mình lại gieo thù chuốc oán ra. Để vậy bà ấy thì còn trân trọng mình, bà còn chăm lo cho mình. Bây giờ bà nghĩ rằng tuổi này rồi mà vẫn ngồi tiếc cái cô nào cách đây 40 năm. Rồi coi bà ấy là không có giá trị gì á. Thôi từ mai giờ đi dễ, mình ra đứng đường lắm đấy. Thế mà tuổi này rồi mà vợ buông con thì trách móc mình thì không có tốt đẹp gì cả. Cho nên là chuyện quá khứ thì hãy để trả lại quá khứ. Người ta nói rằng quá khứ là một ngôi đền thiêng. Thỉnh thoảng quay lại ngôi đền thiêng ấy ngó ngầm một tí thôi, chứ còn không phải là chúng ta chìm đắm ở trong ngôi đền. Không ai dọn vào ở trong ngôi đền, đúng không? Dù ngôi đền ấy rất là thiêng, đền là đến để thăm viếng, là để lễ. Lâu lâu con người chúng ta tìm về quá khứ, ôn lại một chút những kỷ niệm của ngày xưa. Nhưng mà nhớ là tự mình nhâm nhi thôi nhá. Hoặc là nếu có thì cùng với những người bạn chí cốt, ví dụ lâu lâu về thăm trường cũ, thăm lại thầy cũ, trở lại làng xưa hay là trở lại chiến trường xưa để chúng ta cảm thấy là chúng ta đã có những năm tháng tuổi trẻ rất là có ý nghĩa. Thế thôi, còn không có tiếc, không có nuối những cái chuyện gì nữa. Khép lại quá khứ để nhìn tới tương lai, mà tương lai của chúng ta thì không ai mấy tiếc là nó còn 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa, vì đời nó là vô thường, đúng không? Thế nên là thôi, không ân hận, nuối tiếc gì về chuyện quá khứ nữa. Điều thứ ba,
Cũng tương tự như là không ân hận về quá khứ, là chúng ta không nên nhắc quá nhiều đến người cũ. Người cũ có thể là cô người yêu cũ hay là anh người yêu cũ. Có thể đấy là người vợ đầu mà mình lấy rồi không có hạnh phúc, rồi chia tay nhau, nay đi lấy cái bà này. Hay là với các bác gái thì cũng thế. Người cũ có thể là ông chồng đời một, ông vũ phu, ông chồng đời hai thì lại vô sinh. Chia tay hai lần, bây giờ mới gá lại với cái ông này. Mình hãy nhớ rằng hãy trân trọng hiện tại. Mình sống với hiện tại. Quá khứ dù có đẹp đến đâu chăng nữa thì cũng không trở lại được. Đừng có nhắc cái chuyện là anh ấy ngày xưa thế này, anh ấy ngày xưa thế kia. Rồi nhắc lại kỷ niệm mà làm cho người đang sống bên cạnh mình sẽ chạnh lòng. Mà khi người ta chạnh lòng thì rồi có thể người ta cũng sẽ cách một lúc nào đó. Mình mà kể chuyện là người yêu cũ của mình ngày xưa chiều mình thế nào, yêu mình thế nào, anh ấy đẹp trai nhất làng thế nào, thì biết đâu có một lúc nào ông ấy khoe cô vợ đời đầu của ông ấy ngon lành cành đào thế nào, bên ông bà ngoại nhà giàu thế nào, đã hứa cho ông ấy tiền nọ tiền kia. Thế có phải là nó không hay không? Đúng không? Đặc biệt là nó không mang lại bất cứ một thứ lợi dọc gì. Không chia sẻ, không nói chuyện về người yêu cũ hay người cũ, vợ cũ, chồng cũ của mình. Tất nhiên con người ta có trí tuệ, không ai cấm được là chúng ta nghĩ ở trong đầu. Nhưng nghĩ ở trong đầu thì cứ nghĩ, đừng phải nói ra miệng, làm tổn thương người khác nhé. Đến điều thứ tư mà tôi nghĩ rằng ở lứa tuổi trên 60 như anh chị em nhà mình ấy, thì không ham hố mong muốn về quyền lực nữa. Người ta bảo khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già. Tức là già rồi thì không còn sức khỏe nữa. Mà đã không khỏe đến xã hội còn cho nghỉ hưu. Mong muốn gì cái quyền cái lực. Thôi tham gia công tác xã hội cho vui thôi. Người ta mời vào ban chấp hành hội phụ nữ thôn. Ờ thì vào. Để thỉnh thoảng được giao lưu chị em đi đây đi đó. Tập huấn lập hiếc. Rồi hội nghị để nâng cao cái hiểu biết một tí. Cho đầu óc nó rạng rỡ sáng sủa được. Hay là người ta mời vào hội các cụ nuôi chim của xã chẳng hạn. Ờ. Cũng không sao cả, nhưng chẳng cần thiết phải đâm bị thóc chọc bị gạo, quyết tâm là phải làm hội trưởng của cái hội này, rồi mình nghĩ cách là lật đổ cái ông hội trưởng hội người cao tuổi của này để mình được vào cái vị trí ấy. Oai gì quyền lực gì ở tuổi này nữa, không gì bằng cái uy tín danh dự. Mình tuy không là hội trưởng nhưng mình có những cái kinh nghiệm, mình còn có những cái vốn sống ở trong những kỳ, những cuộc mà của đơn vị hay của hội hay của nhóm mà người ta cần cái gì đó, mình có sáng kiến, mình đề xuất, nó mang lại những cái điều lợi cho cộng đồng thì mọi người tự nhiên sẽ suy tôn mình đó. Đúng là về mặt chức tước thì mình không còn là hội trưởng, nhưng mà cái gì cũng cứ phải hỏi bác ấy. Ôi bác ấy thì tuyệt vời rồi, vừa minh mẫn, vừa thông minh, vừa gọi là sáng tạo. Cho nên là cứ có cái gì mà có mặt bác ấy tham gia là y như rằng mọi việc gì thông suốt. Đấy, thế cái điều ấy chả sướng bằng vạn không? Là cái chuyện là cứ phải mong muốn cái quyền nọ lực kia, đúng không? Cho nên là buông đi quyền lực nhá. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ thế này ạ. Tuổi 60 của chúng ta không có nghĩa là chấm hết. Bác gái thì có thể mãn kinh nhưng không có nghĩa là mãn dục. Còn các bác trai thì vẫn duy trì nếu như còn khả năng. Cứ giao ban, giao lưu với vợ, với chồng của mình. Tuần một lần cũng được, nếu bác nào được hai lần cũng chẳng sao. Kể cả sức khỏe cho phép ba lần cũng chẳng có ai quy định là không được nữa. Nhưng đừng có quá ham hố thôi. Cái gì nó tự nhiên thì không vấn đề gì. Cái gì cũng thế thôi. Mình là cái máy, cái xe máy mà đã mua 15 năm rồi, nó lọc cọc rồi. Đi thì đi chậm thôi, đừng có trèo dốc, mà cũng đừng có gài số nó quá đột ngột. Mà rồi có khi sặc xăng chết máy, đừng quá ham hố. Duy trì đều đặn với những đối tượng an lành, an toàn để mình thấy thanh thản. Còn nếu mà cứ phải lo lắng là mình không mang lại cái này, mình không đáp ứng được cái kia, mà mình phải ăn nọ uống kia để nó tăng cường sức lực lên. Nhiều bác tuổi này rồi còn nghĩ là, đấy cứ hỏi tôi là tôi muốn mua cái bao cao su gai, bao cao su bi. Thế tôi hỏi bảo thế mua để cho bác gái không? Bác gái tuổi này rồi có khi bác sợ chết khiếp, bác bảo không. Ấy với cái con bạn gái nó mới có 35, mà tôi thì 65. Sợ là nó chê mình không làm ăn được gì, cho nên tôi muốn mua bao cao su bi với gai. Tôi bảo thôi bác ơi, nếu cái cô đồng ý với bác ấy thì chẳng phải vì bác có bi có gai đâu. Nếu cô là người khát khao tình dục thì người ta sẽ chả cặp với bác 60 đâu, thì người ta sẽ cặp với thanh niên mới lớn, mấy anh có múi cơ. Thế còn người ta đã đến với bác, một thì có thể là tình cảm thật, xem bác xem xong có phải là lâu lâu bác lại biếu người ta ít tiền, lâu lâu để cho quà hay không. Mình ở tuổi này rồi, đừng có mộng mơ, đừng có nghĩ là mình vẫn còn hấp dẫn, mình vẫn đẹp trai, vẫn có gái theo.
nhá, gái nào thì không biết chứ mấy các cháu mà trẻ quá thì mình cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, thì nó cũng có mong muốn là có lợi ích vật chất, hai nữa là vì lý do này lý do khác thôi, đừng có chủ quan. Xin nhắc lại, duy trì chuyện tình cảm vợ chồng, duy trì cái chuyện quan hệ xác thịt vợ chồng, nhưng không quá ham hố, đừng quá gồng mình lên mà làm mọi cách để mà có những cuộc mà ăn chơi nó vô độ hay nó thác loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà nếu như chẳng may mà nó chuyện đấy nó lộ ra thì chúng ta còn ảnh hưởng đến cái danh dự, đến uy tín của chúng ta ở những năm tháng cuối cùng này. Không có gì bằng con cái nó phát hiện ra là bố già rồi mà bây giờ đi gặp bồ gặp bịch với người bằng tuổi các con, bằng tuổi với cháu mình. Rồi trong con mắt của các con, các cháu nó khinh mình. Mà mình có khỏe mãi già mãi đâu để mà phục vụ cái cô ấy đâu. Cuối cùng thì cái người mà ở bên ta vẫn là bà xã với lại các con, các cháu thôi. Cố gắng sống cho sao cho nó lương thiện, cho nó tử tế để mình nhận được cái sự yêu thương, kính trọng của vợ và con. Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình trò chuyện cùng với chuyên gia Đinh Đoàn. Thưa quý vị và các bạn, xa xưa thì các cụ nhà ta vẫn có câu khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Ý nói của câu này chúng ta có thể hiểu nôm na, đó là tuổi trẻ thì không được khôn ngoan, nhưng mà khi đến già thì chúng ta có những cái trải nghiệm, có những thực tế cuộc sống và khi đó thì chúng ta sẽ sống khôn hơn. Ấy vậy mà trong thực tế hiện nay thì có rất nhiều người đến tuổi trung niên, tức là từ khoảng 50, 60, 70 đổ ra, lại phạm phải một số những cái sai lầm hay là những cái vướng mắc trong cuộc sống. Chính vì vậy mà gần đây thì người ta lại có câu trẻ nết na, già đổ đốn. Đó cũng chính là cái chủ đề mà hôm nay Bích Ngọc rất là muốn trò chuyện cùng với chuyên gia Đinh Đoàn. Xin chào anh Đinh Đoàn đã quay trở lại với chương trình ạ. Vâng, xin chào Bích Ngọc, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin nhắc lại, tôi cũng bắt đầu chớm già đấy ạ. Dạ. Định là vơ tôi vào trong cái đám. Tức là cái chủ đề ngày hôm nay là thuộc tuổi của anh Đoàn đúng không ạ? Vâng, vâng. Lớp trẻ hiện nay nó vẫn có một cái câu là trẻ nết na, già hư hỏng. Không chỉ đổ đốn mà còn hư học nữa cơ. Vâng. Cái câu nói này nó cũng rất là rộng, có thể là hư trong nhiều lĩnh vực đúng không ạ? Tính xác. Có thể là làm ăn kinh tế bị đổ vỡ, hay là cái chuyện tình cảm mắc phải sai lầm. Vậy thì theo anh, dưới góc nhìn của một chuyên gia thì thường là những cái người đàn ông, hôm nay chúng ta gói gọn vào những người đàn ông trong lứa tuổi của anh Đoàn. Vâng. Thường là mắc phải những sai lầm nhiều nhất là về vấn đề gì? Khi đã nói đến già hư hỏng thì tôi cũng phải thừa nhận rằng là chúng ta không nên vơ đũa cả nắm. Rất nhiều bác, đại đa số các bác sống rất tốt, rất mẫu mực, làm gương, làm mẫu cho con, cho cháu. Thậm chí có những bác tuổi lớn rồi nhưng mà vẫn bây giờ vẫn tiếp tục đi làm. Đáng lẽ tuổi nghỉ rồi nhưng bác bảo là tao ở nhà nó buồn chân buồn tay, rất mong muốn có cái công nọ việc kia đỡ đần con cháu ở trong gia đình. Và sống rất là tốt, mẫu mực với lại xóm phố hoặc là trong gia đình. Tuy nhiên bộ phận nhỏ thôi, không nhiều lắm, thì những bác trung niên trở nên là hư hỏng. Hư hỏng nhiều nghĩa lắm ạ. Trước hiền lành tử tế thế, bây giờ trở nên khó tính, cạo cỏ, lắm mồm. Thế rồi thậm chí là còn tham ăn tục uống, ham nhậu nhẹt, ham đàn đúng. Có bác thì vướng vào lô đề cờ bạc, rồi ngoại tình. Và cái ngoại tình ấy cũng là một thứ mà để lại hậu quả không kém phần mà ít so với lại các bạn trẻ đâu ạ. Vâng. Nhất là cái lứa tuổi mà chẳng còn sợ ai nữa. Vâng. Dưới góc nhìn của một chuyên gia thì theo anh, tại sao đến cái tuổi mà người ta gọi là tuổi trung niên ấy, người đàn ông thường mắc phải những cái sai lầm nhiều hơn là khi mà họ còn trẻ, hoặc là khi mà họ đã xế chiều hẳn ấy? Người ta nói rằng là nhàn cư vi bất thiện. Khi còn trẻ thì thường thường những người đàn ông mới lấy vợ này, lấy vợ xong được một vài năm thì sinh con đầu lòng này, sinh con đầu lòng nên lo được con đi học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, vệ sinh đứa thứ hai này, nó cứ cuốn đi hết này năm này qua năm khác. Nhiệm vụ chính của một đôi vợ chồng đó là bỏ ra mà kiếm tiền để lo cho cuộc sống, lo cho con ăn học, cứ gồng mình lên hết, làm trong cơ quan đến đi làm ngoài, làm thêm làm nếm, làm đêm làm ngày, thì nó đã chiếm hết những cái thời gian và sức lực của người ta rồi. Còn đến cái tuổi trung niên từ 50 tuổi trở ra, con cái lớn rồi, thậm chí có những bác lên trước ông nội, ông ngoại. Có những bác có lương hưu, chẳng phải nuôi ai nữa, sức ép làm giàu cũng không cần nữa, bởi vì giàu thì cũng giàu rồi,
đến cái tuổi ấy ai giàu thì giàu rồi, còn tuổi ấy mà còn cố để làm giàu thì cũng chẳng giàu được nữa đâu. Thành ra là nó nhàn. Nhàn rỗi thì bắt đầu mới nghĩ lắm trò, trên các cụ của nhàn cư vi bất thiện mà. Đấy là cái lý do hàng đầu. Cái lý do thứ hai mà chúng ta có thể nói rằng là đến một tuổi nào đó người ta chủ quan, luôn luôn cho mình là khôn là ngoan. Ai có nhắc nhở, ai nói gì thì đừng chứng khôn hơn vịt, tao còn đẻ ra mày đấy. Rồi là ngày tao bằng phần nọ tao đã từng đi làm thế kia thì mày mới bằng phần ấy phần đó. Tức là lúc ấy chỉ muốn đi dạy người khác thôi, chứ còn ai nói cũng không nghe nữa đâu. Thì đấy là cái tính chủ quan cho mình là nhất. Cho nên là không tự sửa mình. Và cái nguyên nhân thứ ba chính là nguyên nhân sống gấp. Con người ta đến một cái tuổi trung niên cảm nhận thấy quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Ví dụ như là ai 60 thì nghĩ mà trời cho thọ thì 80 thì quỹ thời gian còn có 20. Nếu mà thọ 70 thì mình cũng có 10 năm nữa thôi. Sống ở trên cõi đời này. Và rồi sinh có hạn tử bất kỳ, chả biết lúc nào đi. Ốm đau bệnh tật ngẫm lại mình vất vả cả đời rồi. Nay chả tội gì mà mình cứ phải hiền ngoan mãi. Thích nhậu thì nhậu, thích uống rượu thì uống rượu, bạn bè rủ dê thì thế nọ thế kia, làm vài ván, chơi một con lô, chạy một tí đề, nó cũng chẳng nghèo đi thêm. Một chút sống gấp nữa đó chính là nếu như các bác đàn ông mà 60 mà lại lấy vợ bằng tuổi, hoặc là chỉ kém một vài tuổi thôi thì vợ cũng 55-60. Mà các bác phụ nữ là đúng rồi. Đến tuổi đàn là... ông thì nó không có cái thì nào cả. Nó chỉ như ngọn đèn mà nó cứ tắt dần đều, bao giờ nó hết dầu thì nó tắt. Chứ phụ nữ thì nó có thì, đến cái kỳ mà mãn kinh thì chị em phụ nữ về mặt sinh học là nó cũng suy giảm, kể cả ham muốn cũng như là chức năng về quan hệ tình dục. Trong khi thì bác vẫn còn, bác gái thì còn, bác gái thì không đáp ứng được. Có cái sự chênh lệch nhau giữa hai vợ chồng. Chênh lệch bắt đầu mới chán. Rất nhiều bác gái là cũng không tâm lý nữa. Đáng lẽ tuổi già là ông bà phải ở gần nhau, dắt díu nhau, động viên nhau, sáng sáng là nấu cho ông ấy nắm xôi, xong rồi hai người đi thể dục. Thì đây lại bỏ đi vào Bình Dương bế cháu ngoại, xong bế cháu ngoại 6 tháng rồi xong lại quay lên Lạng Sơn bế cháu nội. Tức là lại bắt đầu cuốn vào cái cuộc sống mà trở thành ô xin cho các con. Thế là ông ở nhà một mình, ông ở nhà thì cô đơn, vừa thiếu thốn đủ thứ. Thế và đấy cũng là lý do mà đẩy ông vào tay các cô hàng xóm, những chị đồng nát, những cô giúp việc. Đã có những bác mà vợ cứ đi vắng, hoặc là vợ không hiểu ý chồng, không đáp ứng được. Lĩnh lương hưu một cái việc đầu tiên là phải đi cắt tóc gội đầu từ A đến Z ạ. Vâng, bác bảo chả tội gì, chờ mãi mới để đến kỳ lĩnh lương. Và cứ như thế thôi, lương thì đang lương hưu thì thấp, quay đi có lại độ 2 lần là hết, đúng không? Là hết. Cho nên là cũng phiền phức lắm. Chưa kể các bác lại còn có cái lúc ấy ngộ nhận, sợ nhất là cô đơn, sợ nhất là con cái nó bỏ rơi. Nay gặp cái cô này, cô lại khéo chiều chuộng một chút là thấy là đúng rồi, thấy cô ấy là nhất quả đất. Vợ không cần, và con không cần giá trị nữa. Của mình tự nhiên lại nâng lên đúng hơn rồi. So với trong con mắt của bà vợ, đúng không ạ? Ở nhà mà có nói câu gì thì bà vợ cứ, ông thì lẩm cẩm vơ vả với bạn, hay là con cũng bảo bồ thì liên thuyên. Ôi nhưng mà cái cô kia, cô ấy anh thế chắc là, ôi anh còn phong độ quá, em nghĩ anh mới có 58, không ngờ anh 60, ví dụ như thế. Thấy sướng lắm. Thế xong rồi từ cái đó nó ra cái nọ cái kia. Có những cái mối tình nảy sinh trong việc là hai ông bà tập thể dục ở công viên buổi sáng thôi, tập dưỡng sinh, mỗi người cái gậy ra múa vờn, hay là nảy sinh từ cái câu lạc bộ người cao tuổi. Yeah. Thưa anh, vậy thì nguyên nhân của cái tình trạng này có phải là do xã hội ngày càng phát triển lên không ạ? Vì là như Bích Ngọc thấy ngày trước thì các cụ gần như là vẫn cứ giữ được cái sự nếp na trong suốt cả cái quá trình, trong suốt cả độ tuổi của mình từ trẻ cho đến già. Nhưng mà hiện nay thì nhiều người đàn ông đổ lỗi cho là rằng là tại xã hội nó phát triển, tại thời cuộc, rồi tại nhiều lý do. Thì anh thấy là nó có hợp lý không ạ? Thứ nhất thì cứ đổ cho xã hội thì nó cũng đúng nhưng nó chưa đủ. Cái gì cứ đổ xã hội là ai? Sao cùng cái xã hội ấy thì người ta thì tử tế thế kia mà mình lại thế này? Sao mình cứ bảo là tôi hư là tôi do xã hội? Thật ra chủ yếu là do cá nhân mỗi con người, không tự rèn luyện, không tự ý thức. Thế còn thì cái môi trường xã hội bây giờ nó cởi mở hơn, ở trên mạng nó thông thoáng hơn, cái việc cặp bồ của mình nó nhiều hơn, lô đề nó đến tận ngõ. Tất cả cái đó nó chỉ là cái yếu tố thêm vào thôi. Còn thì ví dụ tôi đã không thích lô đề, kể cả có đến tận cửa nhà tôi bảo bán miễn phí, ghi miễn phí cho bác, tôi cũng không nghĩ. Ví dụ như thế. Thế thì trước hết là phải khẳng định rằng là nó yếu tố cá nhân của mỗi con người, và chúng ta không đổ lỗi cho
cho xã hội. Nếu mà đổ lỗi cho xã hội nghĩa là chúng ta bó tay à, chúng ta đành chấp nhận à, đúng không? Một cái việc nữa thì cũng có thể nói rằng là tuổi thọ nó kéo dài, cuộc sống hiện nay thì kinh tế khá giả. Trước đây các cụ là thất thập cổ lai hy, 70 là đã già lụ khụ rồi, trong làng mà kiếm được các cụ một vài cụ 70 là ghê lắm. Bây giờ các cụ 70 cũng đi xe máy vèo vèo, 80 vẫn còn nói ong oác, thì tuổi thọ kéo dài. Thế mà thật ra những cái dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí cho người cao tuổi các cụ nó không có cái gì đặc trưng riêng. Trước đây các cụ sinh hoạt tổ hưu rồi câu lạc bộ văn thơ, câu lạc bộ hát nôm, câu lạc bộ thư pháp, nó có rất nhiều đa dạng cái câu lạc bộ chim cảnh cây cảnh để thu hút cái người có tuổi vào. Nhưng mà hiện nay thì cái ít lắm, vì do kinh tế thị trường người ta phải làm những cái gì phải ra tiền chứ, chứ còn tổ chức đời sống văn hóa cho người cao tuổi là ít. Thành ra các cụ là thả rông, không có cơ quan nào quản lý đó. Đi làm thì còn có công đoàn, rồi thì, có cái tổ chức này tổ chức khác, chứ các cụ không đi làm hoặc là ở nhà nghỉ hưu rồi thì không còn ai quản lý. Đấy cũng là một lý do mà khiến cho các cụ cũng dễ hư hỏng. Vậy thì dưới góc độ của một chuyên gia, anh có cái kinh nghiệm hay là giải pháp gì để gọi là hạn chế cái tình trạng trẻ nết na già lại hư hỏng không ạ? Vâng, hư hỏng nào nó cũng có quá trình, không ai tự nhiên đùng một cái đang nết na mà ngày hôm sau thành hư hỏng. Nó cứ có nay một tí mai một tẹo. Thế thì vợ con các cháu là người nhận ra những sự thay đổi không? Có những thay đổi chúng ta đành chấp nhận, ví dụ về mặt tuổi tác càng già người ta càng khó tính đi, thôi cái đấy chịu, nó là cái quy luật rồi. Bình thường ngày xưa ông còn đi làm thì ông còn nói ở cơ quan, nó xả đi, nó hết giận đi, về nhà nói với ông với bà với các cháu vài câu là nó xong. Nhưng bây giờ thì cái tiếp xúc xã hội nó ít đi, cả ngày không nói được với ai thì nói cho hả mà, nhưng có một câu chuyện ông nói đi nói lại nhiều lần, thế thì thôi cái đấy chấp nhận, bảo nhau ai chả có lúc già thì kệ ông nói thì ông nghe, đấy là được. Nhưng có những thứ mà chúng ta không thể làm ngơ, ví dụ bắt đầu ông có vẻ mon men theo ông hàng xóm là chơi con lô đấy, chơi con đề đấy, mình phải gay gắt, mình phải cảnh báo nó ngay. Ông bảo là ta chỉ chơi tí cho vui, bố ơi không có ai chơi lô chơi đề chơi cờ chơi bạc để vui cả, cờ bạc là bác thằng bần. Thế thì bố muốn vui đấy con, chỉ cho bố chỗ nọ, con chỉ cho bố làm cái kia để có thể tham gia việc này việc khác. Có những trường hợp là thấy bố mới 50, 55 còn sức khỏe, đứa con xin cho bố đi làm bảo vệ trường học, bảo vệ siêu thị, hay thậm chí là trông coi xe ở cổng chợ, ủy ban nhân dân phường vân vân, vừa có thu nhập, vừa có tiêu khiển thời gian, rồi nó cũng được tiếp xúc người nọ người kia, thì cũng tự điều chỉnh cái hành vi của mình. Chứ còn ngồi ở nhà là không có việc gì là nghĩ ra lắm trò lắm đấy. Nhàn cư vì bất thiện đúng không? Rồi, vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hôn nhân vợ chồng thì cái quan niệm đầu gối tay ấp dường như đã có nhiều thay đổi, và hiện nay thì rất nhiều cặp vợ chồng đã chọn cái xu hướng là ngủ riêng giường, thậm chí là cuộc hôn nhân vẫn là rất là tốt đẹp. Thì không hiểu là cái vấn đề này có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, tới cuộc hôn nhân giữa hai người hay không, và gia đình của quý vị có đang trong tình trạng như thế này hay không. Thì ngày hôm nay Bích Ngọc cũng rất là muốn trò chuyện cùng với chuyên gia Đinh Đoàn để chúng ta có thể biết rõ hơn về tình trạng này. Xin chào chuyên gia Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Bích Ngọc, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, em thấy là cái chủ đề này nghe nó cũng rất là hấp dẫn, vì hiện nay có khi là thực trạng cũng có nhiều đây ạ. Vâng, tôi nghĩ là cái việc xã hội thay đổi. Đã. Có rất nhiều những quan niệm, những cái thói quen Đã. Mà trước đây cho rằng rất là chuẩn, rất là đúng. Đã. Thì nay đã không còn đúng nữa, không còn Đã. Phù hợp nữa. Thế thì chúng ta trước hết là trong cuộc sống cứ tập làm quen với là đời thay đổi. Đã. Thì chúng ta cũng phải thay đổi, phải thôi. Thay đổi đúng không ạ? Việc thứ hai là rất nhiều người nghĩ rằng đã là vợ chồng thì đúng là phải đầu gối tay ấp, tôi công nhận, nhưng mà ấp từng lúc và gối từng lúc thôi. Đã. Chứ đừng có ấp liên tục, gối liên tục, cái gì rồi nó cũng sinh ra nhàm chán. Đã. Cái việc ngủ chung hay ngủ riêng phụ thuộc vào quyết định của hai vợ chồng. Đã. Phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Đã. Rồi thói quen của hai người. Chứ nó không có liên quan đến rằng là ngủ riêng thì là không yêu, còn nếu ngủ chung thì yêu. Nhà chật quá buộc lòng phải ngủ chung, nhưng mà hai đứa thì quay mặt vào trong, đứa úp mặt vào tường. Vậy. Thì đâu có yêu được. Vậy. Cho nên là nó cái hiện tượng đồng sàng thì mộng sàng, cái giường mà
cùng trên một giường nhưng mà hai người nghĩ về hai thứ khác nhau, hoặc là nằm trên chiếc giường nhưng mà hai người hai cái điện thoại, người này thì chat với bạn gái, người kia thì chat với bồ cũ, là ngủ riêng, đúng không? Thì thà là ngủ riêng còn hơn, đúng không? Thế nên là việc đầu tiên đừng ai nói rằng vợ chồng nó còn trẻ thế mà ngủ riêng thì nghĩa là chắc là chúng nó không yêu nhau, không phải thế. Vâng, tuy nhiên trước kia thì em thấy là dường như các cụ nhà ta đấy gần như không bao giờ ngủ riêng đâu ạ. Cũng như là bố mẹ em ngày trước ấy, em chưa thấy các cụ ngủ riêng bao giờ, từ già cho đến, từ trẻ cho đến già. Nhưng mà hiện nay thì đúng là thực trạng trong cuộc sống có rất là nhiều cặp đôi vợ chồng trẻ đã chọn cái xu hướng là ngủ riêng. Vậy thì theo anh nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng này ạ? Nguyên nhân hàng đầu mà tôi nghĩ là cần phải nói đến đó là yếu tố kinh tế. Ngày xưa nếu như nhà bố mẹ, thời bố mẹ Bích Ngọc hay là cán bộ nhà nước, được cơ quan phân cho một gian nhà độ 18 mét vuông, quay một chút ra để làm cái giường của bố mẹ, xong có cái rideau kéo ra phía xa xa là cái giường của hai ba đứa con, chỗ nhỏ nhỏ này để một cái tủ lệch, tủ chè, một chút xíu là để cái bàn nước, làm gì có phòng nọ phòng kia, căn hộ nọ căn hộ kia. Cho nên bây giờ lấy đâu mà ông một phòng, bà một phòng, chứ chẳng nằm chung thì sao? Thậm chí đã có trường hợp là hai vợ chồng với hai đứa con chỉ trên một chiếc giường. Cả nhà trên một chiếc giường luôn đấy ạ. Thì thứ nhất là do nó nghèo thôi, chứ chả phải là yêu đương quý hóa gì đâu. Bây giờ thì khác, một đôi vợ chồng trẻ, các bạn đã có nhà 3 tầng, 4 tầng. Các bạn có căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, một phòng chơi của con, một phòng làm việc của bố, cũng là chuyện bình thường. Vậy thì có điều kiện kinh tế là yếu tố quan trọng hàng đầu. Cái việc thứ hai là do quan niệm. Hai vợ chồng thấy, ôi dồi ôi, thôi để không có gì quý hơn độc lập tự do. Ông chồng có thói quen ngủ muộn, buổi tối còn làm máy tính. Ông ấy sau đấy ông lại còn chặt chít gì, ông lại còn nhắn tin cho ông, còn chơi tí điện tử. Ông ấy thường là 12 rưỡi 1 giờ mới ngủ. Việc của ông là làm cơ quan này thì không cần phải đi đúng giờ theo kiểu ấy, mà quản lý con người bằng công việc. Hoặc làm theo ca. Ngược lại bà vợ thì còn phải ôm con, còn phải chăm con, chăm cho con ngủ này, đúng không ạ? Rồi. Và cũng phải ngủ sớm, ngày mai 6 giờ đã dậy để nấu ăn cho cả nhà mình. Cái thói quen cũng như là cái công việc nó khác nhau. Cho nên là giờ người ta tôn trọng cái sở thích cá nhân của nhau. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Nguyên nhân thứ ba, yếu tố thứ ba là lý do sức khỏe. Người ta quan tâm đến vấn đề sức khỏe lắm. Trời ơi, một ông chồng mà ngáy to thì đúng là một sự tra tấn đối với bà vợ. Hay là khi mà đến một cái nào đó, nhà giường thì chật mùa, thì mùa hè, nhà lại chưa có điều hòa, mồ hôi thì nó nhễ nhụa ra, ông chồng lại viêm cánh, bà vợ thì lại hơi thở không thơm tho, là có đứa con nó lại còn nằm kẹp giữa, là một sự không tốt gì về mặt sức khỏe cả. Cho nên là nếu mà được riêng, có phải nó thoáng mát, dễ ngủ không? Một mình một giường, mình giang chân giang tay, mình rộng ra. Còn lúc nào yêu nhau thì thiếu gì cách mà báo tin cho nhau. Bữa thì anh tới, bữa em sang, đúng không? Khi thì bà vợ mò sang phòng chồng, khi thì ông chồng lên phòng vợ, người ta vẫn vui vẻ được ấy mà. Cho nên là có mấy cái lý do đấy. Một là yếu tố kinh tế, thứ hai là do vấn đề quan niệm, và thứ ba là yếu tố sức khỏe. Vâng. Tức là theo phân tích của anh Đinh Đoàn thì cái việc hiện nay vợ chồng trẻ mà ngủ riêng là hoàn toàn bình thường, chứ không có điều gì bất thường cả, đúng không? Chẳng có điều gì bất thường. Nếu ngủ riêng là bất thường thì hóa ra ngủ chung thì là bình thường. Nhiều đôi ngủ chung khổ sở về cái chuyện ngủ chung chứ. Vâng. Là cả hai bên đều sẽ bị tra tấn, đúng không? Nếu như mỗi một người đều có cái thói quen sinh hoạt riêng. Vâng. Tuy nhiên lại cũng có một cái quan niệm cho rằng là khi mà vợ chồng trẻ mà ngủ riêng ấy, thì cái sự gần gũi rồi cái tình cảm nó cũng xa cách nhau. Thế thì không biết là theo kinh nghiệm của anh Đinh Đoàn thì cái chuyện này nó có đúng không ạ? Xa để gần, kéo căng ra để rồi nó lại bật lại với nhau. Chứ mà cứ cọ sát ở bên cạnh khó chịu, bực mình, có khi còn huých cho đầu nhau, nằm lùi vào. Thế nhưng mà nếu nằm riêng là nhớ nhớ, cái cảm giác mà đêm dậy đi vệ sinh xong lò mò vào phòng của vợ, hoặc là rón rén vào phòng của chồng xong rồi lay bố nó dậy, cũng thích lắm, thú vị lắm. Nó như là một cái cuộc thám hiểm, khám phá. Chứ cái gì mà nó cứ sẵn có là nó dễ nhàm lắm. Mình cứ để ý mà xem, thức ăn này mình phải để ở tủ lạnh, để mở đi lấy ra mà ăn, đun lại ăn nó thấy dễ chịu hơn là bày sẵn cả một đống ở trên mặt bàn. Hiện nay thì Bích Ngọc cũng thấy là nhiều cặp vợ chồng trẻ người ta chọn cái xu hướng nó linh hoạt anh ạ.
tức là cũng có thời gian ngủ chung, cũng có thời gian ngủ riêng. Như thế thì có lẽ là nó sẽ thích hợp hơn, đúng không ạ? Tại vì là như anh nói đấy, cái gì mà nó gần quá thì nó cũng dễ gây nhàm chán. Tuy nhiên như nếu như xa quá mà vợ chồng không có cái chuyện hàng ngày tâm sự chia sẻ với nhau, cái lúc mà lên giường ấy ạ, là cái lúc mà không có con cái, lúc mà không có công việc thì nó sẽ gần gũi nhau hơn. Thế thì theo anh cái linh hoạt này có nên không ạ? Tất nhiên đã gọi là linh hoạt thì mình cấm làm sao được. Mỗi một nhà, mỗi một cảnh, quy định chung của đôi vợ chồng ấy thôi. Có điều rằng mọi người hãy nhớ, cái giường không phải nơi để tâm sự. Trời ơi, bao nhiêu chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện cơ quan, chuyện bực mình cứ lên trên giường bắt đầu mới lôi ra kể. Mất hết cả cảm xúc. Bàn ăn là để ăn, ra bàn nước để nói chuyện. Còn lên trên giường nếu có thì chỉ chuyện cái vui sự lãng thôi. Mạn, đúng không? Ừ, bóp cho nhau cái vai rồi đấm cho nhau cái lưng rồi ôm nhau rồi làm gì thì làm. Chứ còn đã lên đến trên giường, ông chồng đang muốn rằng là tối nay định là vui vẻ với bà vợ này, anh này, anh có biết cái chị Thúy Nga ở cơ quan em không? Chị này chị sắp bỏ chồng rồi đấy, xong cứ lôi chuyện ở đâu lên giường làm gì, đúng không? Thiếu gì cách chúng ta bàn. Thế nên là rất nhiều lần là cảnh báo này, giường ngủ là để ngủ, không phải nơi để họp hay là bàn chuyện nọ chuyện kia. Vâng, và cũng có nhiều cái cặp đôi chọn cái hình thức là khi mà ngủ ạ, khi mà gần gũi thì mới chung giường, thế còn bình thường thì là riêng. Thì không biết là cái việc này có nên hay không ạ, và nó có tốt không anh? Rất nhiều người như thế đấy ạ, đặc biệt là ở nông thôn, khi mà hai vợ chồng mới cưới nhau thì bố mẹ cho một cái phòng. Thậm chí ở quê hay gọi là cái buồng, buồng ngủ vợ chồng. Nhưng khi đã có một đứa con ra đời thì thường là vợ ngủ với con, bố ra ngủ riêng. Bao giờ có đến đứa thứ hai thì cái thằng lớn ấy sẽ ngủ với bố. Thế nhưng mà họ không phải vì thế mà không giao ban đâu nhá. Giao ban thường xuyên rất là dày đặc. Họ có những cái ám hiệu, có những cái tín hiệu. Đã có những câu chuyện rất là vui ban đêm mà ông chồng muốn vui vẻ với vợ, rón rén sang xong rồi cấu cấu chân vợ, gãi gãi chân để phát tín hiệu là đấy. Thế rồi người vợ nhẹ nhàng rút lui vì để cho con nó ngủ mà, lẻn xuống hoặc là xuống sang phòng ông chồng, thậm chí ở đâu đó ở trong cái nhà mình ấy, để người ta giao ban với nhau. Chứ không nhất thiết là à đấy, lại nói thêm cái đoạn mà ngủ chung mà lại có cả con nữa thì nó còn phiền phức cả cái chuyện quan hệ vợ chồng. Tôi cũng đã lần mà đã có một cái talk show nói là ngủ chung với con héo mòn tình chồng vợ, con là phải tách đã. Vâng. Tuy nhiên thì cũng có nhiều cái luồng ý kiến cho rằng cái việc ngủ riêng như thế này và cái việc mà hai vợ chồng gần gũi với nhau theo cữ đấy, theo cái lịch ấy, thì nó sẽ làm giảm đi cái cảm xúc cũng như là cái sự gần gũi giữa vợ chồng với nhau. Còn nếu như vợ chồng ngủ chung giường thì thậm chí là vuốt ve một cái, ôm ấp một cái, nó cũng sẽ tiếng đẩy cái cảm xúc lên cao, đúng không ạ? Và lúc đấy thì tình cảm của vợ chồng nó có thể bất kể lúc nào. Và thật ra thì dù người hăng hái hay không thì cũng chẳng đến nỗi bất kể lúc nào cũng làm được đâu. Ngủ là ngủ rồi, có giỏi thì toàn được một vài lần thôi. Cái lúc mới cưới thì còn hăng hái, có thể ngày nào cũng giao ban thôi. Chứ còn thì chỉ vì để mà một tuần một vài lần vợ chồng yêu nhau mà phải chịu đựng nhau khi mà chúng ta có những cái thói quen khác nhau. Một người thì bảo tắt đèn đi để ngủ, mai em còn dậy sớm. Một anh thì làm việc theo kiểu nghệ sĩ, thứ khuya ban ngày mới là giờ ngủ, ban đêm cũng bây giờ lọ mọ thì làm sao mà cứ chung được. Chưa kể là buổi tối này bây giờ mỗi người một cái điện thoại nằm bên cạnh bà vợ, vợ cứ liếc rồi bên này sang, không có gì lọt qua được mắt bà ấy. Bên này vừa ấy bấm cái like cái ảnh của cô á hậu đã bị bên kia lại lạ, cứ đi vào những chàng linh tinh để like linh tinh, nó mất là hết kiểm cả soát cái sự suốt cả thời gian, đúng không ạ? Chỉ biết bao nhiêu những cái vụ mà gọi là giận dỗi nhau chỉ vì đấy nằm trong giường nhưng mà úp mặt nọ kia. Tôi nghĩ rằng là mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên thì đừng có ai quy kết cái việc là nếu mà ngủ riêng nghĩa là không còn thương nhau, không còn yêu nhau. Chưa chắc đâu, chúng nó ngủ riêng nhiều tuần nó gặp nhau 4-5 lần ấy. Còn hơn là đây là nằm chung nhưng mà lại hai đứa quay mặt hai nơi, đúng không? Nhưng mà nhiều ông chồng cũng cứ than vãn là lắm hôm hai vợ chồng thậm chí là nhắn tin hẹn hò với nhau nhưng mà người vợ lại ru con mãi không ngủ. Thế là người chồng nằm ngủ quên đi mất. Thế là hôm sau cô vợ là cũng giận dỗi rồi đá thúng đụng đi. Anh có gặp những trường hợp như thế không ạ? Không, cái đấy thì có. Cái này thì mình phải thỏa thuận thu xếp thôi. Vợ còn đang có con nhỏ
thì chúng ta phải, thứ nhất là mình phải chia sẻ công việc. Vâng. Để cho biết là làm sao để vợ đã sớm hết việc đi. Vâng. Chứ nếu người vợ đã ăn cơm xong rửa bát xong lại kèm con học xong lại ra giặt nốt đám quần áo, 10 giờ bà mới vào bà ấy ngủ lại còn ru con. Mà trong khi thì mình ăn xong thì nằm trên giường chỉ chờ là bà ấy vào thì hóa ra mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đấy à. Vâng. Cùng nhau làm việc nhà đi để giảm bớt gánh nặng cho bà ấy. Dạ. Thì bà ấy rảnh rỗi rồi hai đứa lên giường mà nằm, hai đứa nghịch điện thoại một lúc rồi chán thì quay ra nghịch nhau, ví dụ như dạ. Vậy nó còn có lý đúng không? Và chắc hẳn là cái việc con mãi không ngủ cũng không thể diễn ra hàng ngày thường xuyên được đúng không rồi. Ạ, nó chỉ thỉnh thoảng thôi đúng không mình anh? Mình phải có kế hoạch. Dạ, vâng. Và cũng có nhiều quan điểm cho rằng cái việc ngủ riêng như thế này thì nó tốt cho sức khỏe của cả hai, có đúng không ạ anh? Ngủ riêng, việc đầu tiên là với những cái người từ trung niên trở lên dạ. Thì rất là tốt dạ. Nói thế chứ được thở hít thoải mái, được giang chân giang tay một mình một giường, không dạ. Đụng chạm, không bị tê tay dạ. Có những người mà vì ngủ chung giường chật cho nên là cứ nằm một tư thế không dám dở mình dạ. Sợ dở mình ông lại thức giấc hay là cô ấy lại thức giấc dạ. Thành ra rất là không tốt cho sức khỏe dạ. Chưa kể là phòng thì bí, nhà thì chật mà hai ba người là trong cùng một phòng thi nhau thở, tranh nhau hít thở oxy cũng mệt đúng không? Vâng. Nhất là cái mùa mà lại phải đóng kín điều hòa vì mở cửa sổ ra thì sợ rằng là khí nóng nó vào vân vân. Tôi nghĩ rằng là về mặt sức khỏe người phương Tây người ta cũng thế mà, vâng. Người ta đã có những cái khái niệm là phòng bố, phòng mẹ, phòng các con, phòng chung gia đình, phòng khách, phòng đọc, thậm chí là lúc nào làm việc thì là làm việc ở cái phòng ấy. Đấy, máy tính máy tiếc thì bật đèn mà tiếc, còn khi ngủ thì về phòng ngủ. Đã lên trên giường về phòng ngủ là chỉ nằm ôm nhau và ngủ, chứ còn lôi cả máy tính lên bàn để mà lóc cóc ở đấy hoặc là bà vợ lại còn ôm sổ sách về nhà làm nốt ở trên giường thì không cần thiết. Vâng. Tuy nhiên thì trong nhiều gia đình cũng có những cái trường hợp mà người vợ người ta cảm thấy là có vấn đề về áp lực tâm lý khi mà người chồng lại cứ đòi ra ngủ riêng. Thế thì không biết là trong trường hợp này thì nên giải quyết như thế nào ạ? Và trong những cái trường hợp mà các cặp vợ chồng mới cưới hoặc là người ta có lựa chọn những cái hình thức là ngủ chung hay ngủ riêng ấy, thì theo anh là nên có như một cái giải pháp chung nào để ổn thỏa cái mối quan hệ này ạ? Nếu như đang ngủ chung mà đùng một cái đòi ngủ tách riêng thì dễ làm cho người ta nghĩ này nghĩ khác. Vâng. Nếu mà lấy nhau đang ôm nhau ngủ xong bây giờ là đang ngủ riêng, tức là bà vợ là đang trừng phạt chồng đây, giận dỗi đây, đòi ly thân đây, chiến tranh lạnh đúng hay không? Là có bồ rồi đây, vân vân. Thế nhưng nếu được cái thỏa thuận ngay từ ban đầu thì lúc còn sớm thôi, em khó ngủ lắm, ấy xong rồi anh về phòng anh ngủ đi để em ngủ nọ kia thì không có vấn đề gì. Vâng. Sợ nhất là sự thay đổi. Thế còn nếu như trước vợ chồng đang trẻ, đang thích ôm nhau ngủ, thế xong bây giờ có thêm đứa con thấy nó phiền phức, vâng. Hơn nữa là công việc của mình dạo này nó cũng khác, vâng. Muốn thức khuya hơn một chút để làm, mà tiện thì ngủ riêng, vâng. Thì cũng phải trao đổi chứ, vâng. Chuẩn bị tinh thần. Một câu nữa rằng thuận vợ thuận chồng thì biển đông tắt cạn là vâng cái câu này đấy. Vâng. Thôi em định thế nhưng chỉ sợ nói anh ấy bố cứ ra đây ngủ riêng thì để mấy mẹ con nhiều khi cũng phiền phức. Chứ còn thì nếu mà đòi ra ngủ riêng mặt nặng mày nhẹ tự nhiên ôm gối ra salon nằm, vâng. Hoặc là khóc tấm tức nọ kia thì đấy lại là dùng cái việc ngủ riêng ấy như một đòn trừng phạt và cấm vận rồi. Vâng, như vậy là chồng cũng có lỗi, thế là vợ ngủ riêng không cho nữa. Đụng vào thì hất tay ra, thì đấy là đã bài khác rồi. Nó khác với việc là ngủ riêng có thỏa thuận. Như vậy là việc ngủ chung hay là ngủ riêng thì cũng tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình đúng không anh? Đúng rồi. Và cái sự gọi thống là nhất, thỏa thuận thống nhất nhất trí giữa hai vợ chồng đúng không ạ? Vâng, và đúng là dù là ngủ chung hay ngủ riêng thì cũng không có vấn đề gì gọi là bất thường hay là coi cái việc đấy là không yêu nhau hay gì như là chuyên gia Đinh Đoàn cũng đã có chia sẻ ở phần đầu của chương trình đấy ạ. Xin rất là cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích. Và sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì Bích Ngọc tin chắc rằng mỗi một gia đình cũng sẽ có cái cách lựa chọn cho mình, chứ cũng không phải quan niệm hoặc là theo một cái luồng suy nghĩ nào là ngủ chung hay là ngủ riêng giường khi mà chưa về già là hết yêu nhau hay là không còn tình cảm nữa quý vị ạ.